Today, I am making peach pie. Ồ, hôm nay chị sẽ làm món bánh bánh này trái này trái gì cơ? Trái đào. Trái đào. Nó bây giờ như vậy mình cắt ra thử đi. Cắt ra như vậy. Thấy chưa? Lại thú. Bánh đấy. Trái này hái trong vườn ra nè. Con kêu nó đâm chết ra ngoài. First step to peel out the skin. Sometimes you do by hand, you have to do by hand. Sometimes you do this one, then put one good method to like to play with it. Cooking like art. Đang vẽ một bài tranh vậy á, giống như là nghệ thuật đúng không ạ? Mang một nghệ thuật First time made peach pies, messy. My style has been messy. But the fish is not a breed yet. We hurry to eat so not even breed. Cái này giờ trái đào với chi chín thì các bạn ơi, mình đã dồn chưa ủ còn chín, cho nên để làm mình. Cái này là bột đã làm xong rồi nè, bột để làm bánh dưới đó, làm xong rồi nè.
trước hết đó, bạn phải bỏ một miếng nước ở trong cái thao nhỏ nhỏ, cái đổ nước vào, đổ nước lạnh vào, rồi mở lên khoảng chừng 350 độ C, rồi bỏ bánh vô khoảng chừng 45 phút thì các bạn sẽ lấy ra ăn. Đó. Đó. Bây giờ là món pie này á, món fish pie đó. Bây giờ trái đào, bánh trái đào này nè, đã làm xong rồi đấy các bạn. Ngon các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành.